Hơn 176 tỷ đồng là tổng nguồn lực tỉnh Lào Cai cần để thực hiện đề án nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho người lao động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 trong năm 2024. Theo đó, trong năm các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức đào tạo mới bù dưỡng lại cho 12.000 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 68,8%, đảm bảo 100% người học sau đào tạo được tư vấn giới thiệu việc làm. Trong đó có trên 80% lao động có việc làm qua nhiều hình thức, các cơ sở giáo dục đào tạo nghề tập trung đào tạo nghề gắn với nhu cầu xã hội cơ hội việc làm cao như lĩnh vực du lịch dịch vụ chăm sóc sắc đẹp xây dựng dân dụng và công nghiệp vận hành nhà máy thủy điện sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo chuỗi giá trị kinh doanh nông nghiệp và một số nghề mới